Với vị thế là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch, đội tuyển Bỉ đã sớm có được tấm vé vào vòng knockout bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Nga và Đan Mạch. Trong khi đó Phần Lan phải cần đến một chiến thắng để chắc suất đi tiếp. Sự trở lại của Kevin De Bruyne giúp tuyển Bỉ thêm nguy hiểm. Màn trình diễn xuất sắc của Kevin De Bruyne đã truyền cảm hứng cho các đồng đội có một cuộc lội ngược dòng trước Đan Mạch ngay tại sân vận động Parken. Bản tin Euro, Ý toàn thắng vòng bảng, xác định đội đầu tiên bị loại chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch giúp đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez trở thành đội bóng đầu tiên đặt chân vào vòng 16 đội, đồng thời giúp họ kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 12. Trên thực tế, Bỉ đã thắng tổng cộng 21 trong 25 trận gần nhất, với thất bại gần nhất là tại Wembley ở Nations League vào tháng 10 năm ngoái. Lukaku vẫn là chân sút hàng đầu của Bỉ, sở hữu một đội hình chất lượng được xem là thế hệ vàng của bóng đá Bỉ. Romelu Lukaku và các đồng đội đang hướng đến mục tiêu lần đầu tiên lọt vào trận chung kết kể từ năm 1980, khi đó họ đã để thua Đức với tỷ số 1-2. Tuyển Phần Lan liệu sẽ cầm chân được tuyển Bỉ để hy vọng đi tiếp. Ở phía đối diện, trong lần đầu tiên ra mắt tại sân chơi lớn nhất châu Âu, Phần Lan chưa để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Mặc dù họ giành chiến thắng trước Đan Mạch, nhưng đó là trận đấu mà những chú lính chì đã không còn tinh thần thi đấu sau sự cố của ngôi sao Christian Eriksen. Thủ môn Hradecki đã thi đấu xuất sắc trong trận ra quân với chất lượng đội hình mà huấn luyện viên Marko Kanerva đang có, thật khó để Phần Lan có thể làm nên một kỳ tích trước đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, với 3 điểm đang có, họ vẫn còn khả năng để đi tiếp. Niềm hy vọng của họ tiếp tục đặt lên vai tiền đạo Timo Pukki, người đã ghi được 10 trong số 16 bàn thắng của Phần Lan ở vòng loại. Dù Pukki vẫn chưa tạo được dấu ấn trong mùa hè này, vì chính cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Joey Poranpalo trong trận đấu với Đan Mạch đã giúp anh trở thành cầu thủ Phần Lan đầu tiên ghi bàn tại một giải đấu lớn. Thế nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền đạo 31 tuổi với đội bóng Bắc Âu. Đội hình dự kiến: Phần Lan, Hradecki, Osahunens, Aruduri, Toivio, Udon, Kamara, Sapat, Kauko, Jaitala, Poranpalo, Pukki Bỉ, Kutoa, Andoiran, Dendonker, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard, E. Hazard, Lukaku, Carrasco. Nếu chiến thắng, Bỉ sẽ giữ vững ngôi đầu bảng B và có thể tránh được việc gặp các đối thủ mạnh ở ngay vòng knockout. Còn với Phần Lan, một trận hòa là đủ để họ có thể hy vọng đi tiếp ở bảng đấu này.